Xin chào các bạn, mình là Hayashi Huệ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết về cách điền thông tin trong bảng điều tra sức khỏe của chính phủ Nhật Bản trong đại dịch COVID-19 qua ứng dụng LINE. Và đặc biệt, đây là hướng dẫn khi bạn xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, khó thở và mệt mỏi. Phần mềm ứng dụng LINE kết hợp với Bộ Y tế thực hiện bảng điều tra về tình hình sức khỏe nhằm đưa ra được những đối sách phù hợp trong dịp COVID-19. Thông tin sẽ được hủy sau khi hoàn thành mục đích. Trong phần cụ thể thì ở đây chúng ta sẽ cần biết là các triệu chứng chúng ta đang có là gì. Chúng ta sẽ thấy trong vòng tròn là có 4 phần triệu chứng cụ thể cho chúng ta chọn. Cụ thể đó là sốt trên 37,5 độ, đau họng, người rất mỏi mệt, có ho, có bất thường khác với sức khỏe. Đối với người không có triệu chứng, mình đã hướng dẫn kỹ ở video thứ nhất. Và trong video thứ hai này, mình sẽ hướng dẫn các bạn điền 10 câu hỏi khi bạn có triệu chứng. Trong câu hỏi thứ nhất, chúng ta cần chọn tất cả các mục để nói nên cái tình trạng sức khỏe của bản thân. Sốt trên 37,5 độ từ 1 đến 3 ngày. Đã sốt trên 37,5 độ nhưng mà sốt trên 4 ngày. Có đau họng, rất mệt mỏi, ho nhiều, khó thở, bị tiêu chảy, mất vị giác, không ngửi thấy mùi vị. Có triệu chứng khác, chúng ta sẽ cần chọn tất cả các mục chúng ta đang có. Trong câu hỏi tiếp theo, chúng ta cần biết là chúng ta có bị những bệnh nền hay không. Ví dụ cụ thể ở đây là gì? Là chúng ta có bị các bệnh như tiểu đường, suy tim, bệnh hô hấp mãn tính COPD, suy thận hoặc đang lọc máu, đang sử dụng thuốc miễn dịch, thuốc chống ung thư. Nếu chúng ta không thuộc nhóm trên thì chúng ta chọn câu thứ nhất. Chúng ta có một trong những bệnh trên và đang điều trị, chọn câu thứ hai. Và chúng ta không biết, không muốn trả lời, chọn câu cuối cùng. Trong câu hỏi số 3, chúng ta cần biết là khi đã có triệu chứng, chúng ta đã đi khám ở bệnh viện hoặc cơ sở y tế nào không? Bác sĩ đã chuẩn đoán như thế nào? Nếu chúng ta chưa đi thì chúng ta chọn câu đầu tiên. Đã được chuẩn đoán mắc cúm thông thường, đã được chuẩn đoán bị influenza loại A, bị influenza loại B, đã được chuẩn đoán nhiễm COVID-19, đã được chuẩn đoán bệnh lý khác, hoặc chúng ta không muốn trả lời, chúng ta cần chọn một trong các mục đó. Trong câu hỏi tiếp theo là trong 2 tuần gần đây, bạn có tiếp xúc hoặc có gặp với những người đã được chuẩn đoán nhiễm COVID-19 hay không? Nếu chúng ta không gặp thì chúng ta chọn câu đầu, có gặp câu thứ hai, không biết câu thứ ba và không muốn trả lời là câu thứ tư. Chúng ta cần tích một trong 4 mục đó. Trong câu hỏi số 5, chúng ta cần chọn tất cả các phương pháp mà đang thực hiện để phòng lây nhiễm COVID-19. Đó là không đến chỗ không thông thoáng, không đến nơi tập trung đông người, không nói chuyện, phát ra tiếng với người khác ở cự ly gần, rửa tay, súc miệng, khử khuẩn tay bằng ngón tay, bằng cồn. Khi ho hắt xì thì lấy khăn tay che miệng, làm việc từ xa, làm việc tại nhà, các cách làm khác. Trong câu hỏi tiếp theo, chúng ta cần thông báo là chúng ta có nhập cảnh vào nước Nhật trong vòng 2 tuần gần đây hay không. Nếu chúng ta đã nhập cảnh thì chúng ta trả lời là có, chúng ta không ra khỏi nước Nhật. Và trả lời là không. Trong câu số 7, chúng ta sẽ cần thông báo nghề nghiệp và công việc chính hiện tại đang làm. Nếu bạn làm công việc văn phòng, chọn mục đầu tiên. Nếu đi ra ngoài như giao dịch, gặp khách hàng, mục thứ hai. Làm việc liên quan đến dịch vụ ăn uống, mục thứ ba. Và tiếp theo, làm lĩnh vực giáo dục, y tế, lĩnh vực chăm sóc giúp đỡ, làm tài xế taxi, làm lĩnh vực vận chuyển, làm công việc bán hàng. Và nếu chúng ta là học sinh, chúng ta là nội trợ và chúng ta làm công việc khác thì bạn cần chọn một trong những các mục trên để thể hiện nghề nghiệp của mình. Tiếp theo về câu hỏi số 8 và số 9. Trong câu hỏi số 8 là hãy cho biết tuổi của bạn. Chúng ta cần nhập số tuổi bằng chữ số vào đây. Và trong mục số 9 là chúng ta cần cho biết giới tính. Nếu là nam, mục đầu, nữ, mục giữa và giới tính khác là mục cuối cùng. Trong câu hỏi cuối cùng, bạn cần nhập cái thông tin về số bưu điện theo cái địa chỉ bạn đang ở. Bạn nhớ là nhập liên tục 7 chữ số, không để dấu cách ở giữa. Nếu địa chỉ của bạn không có số bưu điện thì hãy chọn tỉnh thành và chọn quận huyện theo cái địa chỉ bạn đang ở. Và cuối cùng khi mà chúng ta đã hoàn thành thì chúng ta sẽ bấm gửi và kết thúc 10 câu hỏi tại đây. Mình sẽ tận dụng các kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế để phối hợp với Kokoromedi và các tổ chức khác giúp đỡ bạn trong mùa dịch
tất cả chúng ta cần cố gắng để vượt qua đại dịch này.